Cho biết cho đứa nào bây giờ nhỉ? Còn có hai cái thôi. Cho xin nửa cái nha. Rồi. Xin có cái đồ chơi gì đấy. Đại ca Messi. Đứa nào nó lăng phắng gì ở ngoài đấy đấy Messi. Và Messi dọa nó. Đứa nào lăng phắng gì đấy. Messi ra ngó xem là đứa nào. Lucky. Thế bác Messi kêu mà Lucky không kêu à? Ừ. Bác Messi đang thay lông rồi này. Rồi xuống nào. Rồi xuống phát kẹo nha. Nha. Phát kẹo nha. Của Lucky, của My, của chị My. Của Si. Của Lucky. Lucky ăn Lucky cái nuốt chửng chứ ăn cho nó phí cả bánh ra. Ăn thế biết gì là ngon, biết ngon là gì. Mi đâu? Mi ra đây, Mi ăn chậm quá, ra đây cho Mi miếng nữa. Của Mi. Của Lucky. Của Si. Lấy cho mấy cái nữa nha. Con mi đâu, mi ăn chậm ra đây. Mi. Yumi. Yumi ra đây. Không si ngồi yên đấy. Ừ, cho si ăn trước, còn mi không ra. Mi ra đây. Lucky. Nào, cắn vào tay anh bụp chưa giờ. Nào. Đây. Mi này. Si. Ok, rơi rồi kìa. Úi trời. À. Cắn vào tay anh bụp đấy. Nào, Lucky. Hết rồi. Thôi ăn thế thôi, ăn nữa có mà phá sản. Bánh đắt lắm. Nào, hai đứa ngồi xuống nào. Nào, Messi ngồi xuống. Ừ, nhìn vào đây. Nào. 1 2 3. Gọng cái đấy cho sạch răng. Được. Thôi, chơi thì cứ chơi đi.
Anh đang quay phim với nhá Mi nhá. Mi làm gì thì Mi làm. Để lên phim là xấu mặt lắm. Ừ, đấy, yểu điệu thục nữ thế, lên tivi làm diễn viên thì nó phải yểu điệu tí. Đấy. Si nó đang gặm thấy cầm máy quay ra cái là nó ngồi im nó liếm thì nó gặm ở đâu. Nhìn em LC si mà học nhá Mi nhá. Mi cứ thôi mấy đứa chơi đi, không phiền mấy đứa nữa. Thôi được rồi. Lucky còn ngây thơ lắm.